Billie Eilish mới đây tiếp tục có phát ngôn vạ miệng khi cà khịa việc làm show diễn vòng quanh thế giới của Taylor Swift lẫn Beyoncé. Hiện nữ ca sĩ đang bị fan của hai đàn chị ném đá kịch liệt. Cụ thể, khi đang livestream giao lưu trên sóng Radio, Billie Eilish đã nhận được câu hỏi về việc liệu cô có dự định làm show diễn kéo dài 3 tiếng, đồng thời mang toàn bộ các bài hát trong album vừa ra mắt Hit Me Hard and Soft vào trong setlist. Billie Eilish lập tức có phát ngôn chọc vào ổ kiến lửa của hai fandom Taylor Swift Beyoncé vô cùng hùng hậu. Cô cho biết, ồ không đâu, tôi không thể làm vậy. Nó sẽ thành một mớ hỗn độn ý, dài cả thiên niên kỷ mất. Tôi sẽ phải cắt bớt những bài hát đi, nhưng mà tôi vẫn sẽ cố gắng để nhét vào nhé. Tôi cũng không có ý định làm một show dài 3 tiếng đâu, rất là điên khùng. Không ai muốn nghe đâu. Bạn không, tôi cũng không cho dù nếu là fan. Tôi cũng chả muốn nghe nghệ sĩ mình yêu thích hát cả 3 tiếng đâu. Quá là dài, điên khùng quá. Mặc dù không chỉ đích danh ai, nhưng việc Billie Eilish công khai bảo không thích những show diễn kéo dài 3 tiếng không khác nào chỉ thẳng mặt The Eras Tour của Taylor Swift và The Renaissance World Tour của Beyoncé. Đây đều là hai siêu show diễn cực kỳ đình đám thời gian qua của hai nữ nghệ sĩ lớn nhất thế giới, đều được dàn dựng cực kỳ hoành tráng. Cả hai show diễn đều có setlist rất dài, bao trùm tất cả các kỷ nguyên của từng nữ nghệ sĩ và đều kéo dài trên 3 tiếng. Trong đó, Taylor Swift diễn 47 bài với thời gian show là 3 tiếng 20 phút. Cả hai cũng là những cái tên tiên phong trong việc các show diễn được kéo dài thời lượng. Billie Eilish nói như trên không khác nào chỉ trích trực tiếp hai nữ nghệ sĩ đình đám đàn chị này. Những phát ngôn của Billie Eilish dạo gần đây khiến fan nhạc vô cùng thắc mắc, không biết cô nàng có hiềm khích gì với đàn chị hay không. Bởi vào năm 2023, Billie Eilish đã từng khen ngợi hai show diễn của đàn chị. Cụ thể, khi chia sẻ với truyền thông, Billie từng nói: "Việc diễn ở sân vận động là rất khó với tôi. Beyoncé và Taylor là những ngôi sao không ai động vào được. Việc các chị ấy có thể làm show dài đến vậy lấp đầy các khoảnh khắc kỳ diệu thật sự là rất tuyệt. Tôi cũng không có ý chê việc diễn ở sân vận động đâu. Nhưng khi bạn đến xem show ở sân vận động, cũng chưa chắc nghệ sĩ biết bạn đang đứng ở đó đâu. Tôi muốn đám đông biết rằng tôi thấy rõ từng người khi đến xem show." Bên cạnh đó, kể từ khi Billie Eilish ra mắt album Hit Me Hard and Soft, đã có cuộc hỗn chiến dữ dội giữa fandom của nữ nghệ sĩ Gen Z với fan Taylor Swift. Quản lý của Billie Eilish, Danny, không ngần ngại liên tục bấm like và retweet loạt bài đăng cà khịa hạ bệ Taylor Swift. Về phía Taylor Swift, dù bị đàn em đá xéo nhưng cô thể hiện thái độ chẳng quan tâm. Hiện nữ ca sĩ đang tận hưởng hạnh phúc bên bạn trai. Ít ai biết rằng, đằng sau chuyện tình này có sự giúp sức hết mình từ một ông mai. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cầu thủ bóng bầu dục Patrick Mahomes tiết lộ bản thân đã góp phần giúp Travis Kelce nên duyên với Taylor Swift. "Tôi muốn được ghi nhận công lao", Patrick hài hước nói. Theo đó, chính anh đã mời Travis đến đêm nhạc Eras Tour mà Taylor tổ chức ở thành phố Kansas vào tháng 7 năm ngoái. Đây chính là tiền đề để cặp đôi đến với nhau. Patrick chia sẻ, "Travis ngồi trong phòng suite của tôi, nên tôi cảm thấy mình giống như một người mai mối vậy." Tại sự kiện này, Patrick Mahomes cũng khuyến khích, thúc đẩy người đồng đội của mình tặng cho Taylor Swift một chiếc vòng tay tình bạn có số điện thoại. "Tôi bảo anh ấy rằng, hãy làm đi, cứ làm đi." Tuy nhiên, Travis Kelce đã thất bại. Chính Travis Kelce cũng từng thú nhận về điều này thông qua một podcast. "Tôi thất vọng vì cô ấy không nói chuyện trước hoặc sau các buổi biểu diễn, vì phải giữ giọng để hát 44 ca khúc. Tôi hơi buồn khi không thể đưa chiếc vòng mình tự tay làm. Cô ấy không gặp bất kỳ ai, hoặc ít nhất là không muốn gặp tôi. Tôi cảm thấy tổn thương một chút." Tuy nhiên, Taylor Swift tiết lộ cặp đôi bắt đầu gặp gỡ nhau sau những chia sẻ đáng yêu này.